xếp hạng mức độ khiêm tốn của 12 cung hoàng đạo. Ai biết nhún nhường và ai hay kênh kiệu nhất? Xếp hạng mức độ khiêm tốn của 12 chòm sao chỉ ra rằng có nhiều người sẵn sàng đề cao người khác, cho dù bản thân là người rất tài giỏi và cực kỳ xuất sắc. Trong khi đó, lại có người luôn đề cao bản thân mình, tự coi mình là quan trọng nhất. Vậy ai mới thực sự là người vừa tài năng lại khiêm tốn? hãy cùng mật ngữ 12 chòm sao, khám phá ngay bây giờ nhé. Hạng 1 Chòm sao song tử Xếp hạng mức độ khiêm tốn của 12 chòm sao, bạn sẽ có phần ngạc nhiên khi song tử đứng đầu. Đúng là đôi khi, họ thích trở thành trung tâm của sự chú ý, nhưng bản chất, chòm sao này không cần người khác vuốt ve cái tôi của mình. Song tử hiểu rằng, biết cúi đầu nhún nhường khi cần, mới là cách hiệu quả trong đối nhân xử thế với mọi người. Song Tử rất giỏi giao tiếp, nhưng đó là nhờ ở sự chân thành của mình, thế nhưng họ có phần yếu kém khi phải tiếp thị hoặc khoe khoang về bản thân. Song Tử luôn cảm thấy rằng mình còn nhiều thiếu sót, những người họ gặp toàn rất tầm cỡ, nên chính họ cũng cần phải tìm cách cải thiện mỗi ngày. Đối với chồng sau này, những gì đã làm được thật nhỏ bé, chứ không phải là có thành tích vượt trội nào đáng để tự hào cả. Thậm chí, có đạt được giải thưởng nào đó, họ cũng không quá mừng vui. Thế nhưng, sẽ thật tuyệt nếu một người khác có thể chỉ ra cho song tử thấy họ tài giỏi và xuất sắc đến thế nào. Hạng 2 Chồng sao song ngư Song ngư là một trong những cung hoàng đạo, ít khoe khoang nhất so với các chồng sao còn lại. Chồng sao này luôn âm thầm cố gắng và tự phá bỏ các kỷ lục của chính bản thân mình. Song Ngư luôn muốn đề cao người khác và không có ý định tỏ ra trên tài ai cả. Hơn ai hết, Song Ngư biết giá trị bản thân của mình nên không cảm thấy cần phải chứng minh điều đó cho người khác. Họ tâm niệm rằng luôn có nhiều hơn những gì mình thể hiện, nói ít hơn những gì mình biết. Tất nhiên, họ sẽ không chỉ trích ai đó một cách công khai, cho dù đối phương sai mười mươi song ngư không bao giờ lấn át người khác trong các cuộc trò chuyện và thậm chí họ còn chăm chú lắng nghe trở thành người hỗ trợ hữu ích nhất cho mọi người hạng ba chồng sao kim ngưu kim ngưu không quá tự tin nhưng họ có phần bướng bỉnh và ít muốn thay đổi xếp hạng sự linh hoạt của 12 hai chồng sao kim ngưu đứng cuối bảng vì họ thực sự là những kẻ cố chấp kim ngưu không sẵn sàng chấp nhận cho bất cứ chuyển biến nào, ngay cả đó là việc để đạt được những tiến bộ có lợi. Họ không dễ dàng thỏa hiệp, họ đặc biệt thoải mái và cảm thấy an toàn với những gì đã biết và quen thuộc với họ. Thế nhưng, sâu trong lòng mình, Kim Ngưu tin rằng họ là người đúng mực nhất và sẵn lòng nhường bước khi cần. Kim Ngưu thực ra rất khiêm tốn, chỉ là cách họ thể hiện, không được lòng mọi người mà thôi. Hạng 4 chồng sao bảo bình một trong những đức tính đáng quý của cung hoàng đạo bảo bình đó là thái độ bình tĩnh không khoa trương thắng lợi của mình bao giờ họ cứ lặng lẽ giữ lại niềm vui của những thành công và sự tiến bộ cho bản thân thế nhưng đối với thành công của người khác họ xem đó là động lực và cảm hứng để làm tốt hơn bảo bình không bao giờ ghen tị với những gì mà người khác làm được đơn giản chỉ là sự ngưỡng mộ thuần túy đối với họ mọi người đều đáng để cho họ được học hỏi không phải để cạnh tranh hạng năm chồng sao xử nữ bề ngoài đôi lúc lạnh lùng khó gần vì có phần xét nét khó tính thế nhưng chồng sao xử nữ công bằng và sẵn sàng đặt mong muốn và nhu cầu của người khác lên trên họ cảm thấy có nghĩa vụ lớn lao phải nâng đỡ những người khác chứ không phải cạnh tranh hoặc thống trị họ sự nữ khiêm tốn một cách bất ngờ và tuân theo một quy tắc đạo đức nghiêm ngặt mà họ tự áp đặt cho mình. Hạng 6. Chồng sao Thiên Bình Thiên Bình biết rằng mình không phải là người giỏi nhất trong mọi việc họ làm và vì vậy họ cảm thấy những gì mình làm không đáng để khoe khoang. Những chiến thắng hoặc tài năng của Thiên Bình có được họ tin rằng là do may mắn. Chồng sao này có xu hướng giữ chặt những thất bại cũng như thành công của mình trong lòng điều này như là một lời nhắc nhở về việc bản thân đã đi được bao xa họ đã thay đổi như thế nào và tiếp tục tìm cách cải thiện bản thân mình tốt lên một phần lý do khiến thiên bình không cảm thấy bị bắt buộc phải chia sẻ quá nhiều là vì họ biết rằng trong một vài tháng hoặc vài năm tới họ sẽ còn có nhiều tiến bộ hơn nữa để thể hiện mặc dù vậy sự phát triển và học hỏi không bao giờ dừng lại và vì vậy, Thiên Bình sẽ không bao giờ cảm thấy mình đủ tiêu chuẩn hoặc đủ quan trọng để khoe khoang. Thiên Bình là người bạn dễ mến, họ sẵn sàng chịu trách nhiệm về những thất bại của cả người khác và thậm chí sẽ bao che để ai đó khỏi sự soi mói hoặc chỉ trích gây gắt vì đơn giản, Thiên Bình xem nhẹ chuyện bản thân, trải qua một sai lầm nào đó. Hạng 7 Chồng sao cự giải Cự giải suy nghĩ rất sâu xa, và họ hiểu rằng mọi thứ đều là một phần của một chu kỳ lớn chiến thắng hôm nay cũng không đảm bảo cho ngày mai sẽ có được thành công khả năng thất bại luôn có xác suất xảy ra thế nên cự giải vui vẻ ngồi xuống và im lặng bởi vì họ biết rằng nếu không thì họ sẽ bị cuộc sống đánh gục cự giải cảm thấy có sự kết nối với nghệ thuật vẻ đẹp thiên nhiên và tài năng của người khác họ không thích được chú ý nhưng sẵn lòng làm nổi bật cho những thành công của mọi người xung quanh mình. Ngắm nhìn những tác phẩm đẹp đẽ, thần bí của người khác, khiến tự giải thấy mình thật nhỏ bé, ngay cả khi họ cũng có năng khiếu tương tự. Nếu để cự giải lựa chọn, một cơ hội để thăng tiến công việc, hay thúc đẩy sự nghiệp cho người bạn, hoặc thành viên trong gia đình, cự giải sẽ luôn chọn cách giúp đỡ cho người khác hơn. Hạng 8 Chồng sao nhân mã Nhân mã, sống một lối sống khiêm tốn cho đến khi bị người khác thách thức một khi bị nghi ngờ hoặc chế nhạo nhân mã không thể sống kín tiếng được nữa chồng sau này không thể chịu được những kẻ khoác lác hoặc tự cao tự đại đối với nhân mã niềm tự hào và sự chú ý chỉ nên đến sau khi làm việc chăm chỉ và có được những thành tích đáng kể có thể đo lường được nếu ai đó không có cả hai điều trên đặc biệt là nếu họ cùng làm lĩnh vực mà Nhân Mã hiểu biết, Mã Nhi sẵn sàng gọi tên để so tài, đối chất. Đây là lần duy nhất, chồng sao này sẵn sàng để lộ quyền lực, tài năng và giá trị của mình. Hạng 9. Chồng sao Bạch Dương. Bạch Dương cực kỳ táo bạo, thích được gây chú ý, công bằng mà nói, họ được biết đến là người chấp nhận rủi ro đáng kể để nhận được những phần thưởng và kết quả xứng đáng. Bạch Dương là người đầu tiên Nói về chuyên môn, thành công, thu nhập hoặc địa vị cao của họ. Họ cảm thấy rằng mình đã nỗ lực để đạt được những gì bản thân từng muốn, họ thấy tự hào và muốn chia sẻ điều đó cho cả thế giới này biết. Thật không may, cái tôi của Bạch Dương lớn ác tới mức họ quên thành công của mình được góp sức từ rất nhiều người. Họ có xu hướng tin rằng họ là người giỏi nhất và quên đi sự khiêm tốn, quên mất toàn bộ câu chuyện dẫn đến thành công của họ, đã từng có mặt của những con người nào. Hạng 10 Chồng sao ma kết Ma kết sống khuôn phép, và họ rất tự hào về lối sống, đạo đức làm việc, và cách tổ chức của mình. Ma kết tập trung vào danh vọng, quyền lực, tài sản hoặc tài năng, và họ luôn tin rằng mình đi đúng hướng. Họ tự tin tới nỗi tự cao, tự đại lúc nào không hay. Độc lập, và được người khác coi là người bản lĩnh, là điều rất quan trọng đối với những người thuộc chồng sao này. Đây có thể là một trong những thất bại lớn nhất của ma kết bởi vì họ sẽ không yêu cầu cũng như không chấp nhận sự giúp đỡ ngay cả khi điều đó thực sự quan trọng. Hạng 11 Chồng sao hổ cáp Xếp hạng mức độ khiêm tốn của 12 chồng sao, hổ cáp đứng gần cuối bảng cũng chỉ vì họ không bao giờ muốn chịu đựng bất kỳ lời chỉ trích mang tính xây dựng nào, ngay cả khi Ai đó nói nhẹ nhàng và có ý tốt. Cái tôi luôn cản trở hổ cáp phát triển, hoặc cải thiện bản thân. Họ thường sống trong trạng thái, cái tôi quá lớn, luôn muốn mình thắng cuộc. Nếu ai đó đề xuất với hổ cáp, rằng tuyến đường B nhanh hơn tuyến đường A, họ thậm chí không thử đi hướng B, mà từ chối, với nhiều lý do bao biện khác nhau. Không thể tiếp nhận những lời chỉ trích, góp ý, không giữ tư duy cởi mở, sẽ cản trở rất nhiều đến cuộc sống của hổ cát. Họ có khả năng thay đổi, nhưng vấn đề ở chỗ, họ cố tình không thay đổi. Hạng 12 Chồng sao sư tử Xếp hạng mức độ hiếu thắng của 12 chồng sao, đã tiết lộ sư tử, là kẻ thích chiến thắng và dẫn đầu, không nghi ngờ gì nữa, họ là người kiêu hãnh nhất, tự cao nhất, trong tất cả các cung hoàng đạo. Họ luôn cảm thấy tự hào, về mọi khía cạnh trong cuộc sống của mình từ những điều nhỏ nhặt nhất tầm thường nhất cho đến những thành tựu lớn nhất bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng sư tử cảm thấy tự hào về thực phẩm họ ăn những người họ nói chuyện ngôi nhà họ sống khu vực họ cư trú gia đình của họ vật nuôi của họ quần áo của họ cách họ đi bộ và cách họ nói chuyện chồng sau này tin rằng mọi thứ về bản thân đều đáng để quan tâm chú ý làm gương cho mọi người thật dễ dàng để một sư tử tin rằng họ là người quan trọng nhất trong mọi chuyện nếu có ai đó chỉ trích sư tử họ sẽ nổi cơn thịnh nộ hoặc không tin tưởng vào người đó sư tử thà nói dối bản thân còn hơn là thừa nhận bản thân thiếu kiến thức hoặc thiếu sức mạnh hay đôi khi thất bại mặc dù sự tự tin là một đặc điểm tốt đẹp nhưng sư tử thường để nó đi quá xa và có thể không nhận được nhiều lợi ích từ việc này